mày có quay theo hướng mặt trời mọc không? Nó không có cái bo nào để quay luôn. Quay thá lả. Tức là cây này không phải là cây ghép bo, nên là bà con muốn quay đi đâu bà con quay ha. Nhưng mà chúng ta trồng cho nó đứng cây là được rồi. Rồi chúng ta đâm nhuyễn ha, cho nhuyễn nhuyễn cái đất. À, xin chào quý bà con, mình là Oanh sáng lập kênh siêu thị cây giống. Ngày hôm nay Oanh xin phép được quay lại với bà con trong cái chuyên mục cùng cùng siêu thị cây giống ra vườn ha. Hiện tại bây giờ siêu thị cây giống cũng có một cái kênh chuyên đi về kỹ thuật, đó là kênh Nhịp Cầu Nhà Nông Việt Nam. Thì quý bà con có thể thấy hình ảnh của anh Viễn thường xuyên xuất hiện trên đó, cũng như đội ngũ kỹ thuật của siêu thị cây giống sẽ đi rảo khắp nơi để mà chia sẻ với bà con của chúng ta. Thì ngày hôm nay thì Quang đang đứng ở một cái khu đất ở Tiền Giang, và ngày hôm nay thì cũng trước hết thì cảm ơn gia đình mình đã tin tưởng siêu thị cây giống, cùng siêu thị cây giống phát triển một cái loại trái mới, phát triển một cái loại mà cây ăn trái mới cho Việt Nam của chúng ta. Và như bà con cũng biết thì lựu đỏ Ấn Độ là một trong những cái loại trái mà đã giúp cho những nước nước Tây Á, đặc biệt là đất nước Ấn Độ, làm nên tên tuổi của mình với một loại trái cây đặc biệt. Giống như là nếu nói về sầu riêng thì bên Malaysia có sầu riêng Musaskin, nếu nói về bưởi thì Việt Nam có bưởi da xanh, Thái Lan có bưởi Ruby, thì ở Ấn Độ thì có lựu đỏ Ấn Độ. Đây là một trong những cây kinh tế rất cao, giá trị kinh tế rất cao, đã thay đổi cuộc sống, làm giàu có hơn, hạnh phúc hơn cho nhiều nhà nông ở tại đất nước Ấn Độ và các đất nước Tây Á, và đã xuất hiện ở trên thế giới cũng khoảng cả mấy trăm năm rồi. Nhưng hôm nay thì theo cái mô hình chuyển dịch cơ cấu cây trồng và thích nghi với sự biến đổi khí hậu thì bên Quanh đã nghiên cứu và kết hợp để đưa ra cái dòng sản phẩm lựu đỏ Ấn Độ. Trên tay quanh đây là một cây lựu đỏ Ấn Độ hàng nhập khẩu ở dạng củ tỏi hả bà con ha. Củ tỏi thì nhiều khách hàng hỏi quanh củ tỏi là gì, tức là cái nhánh bố mẹ đã lớn rồi, đã cho trái ok rồi, sau đó mình mới cho một cái giá thể vô đây mình bó nè, rồi mình cắt nước để cho nó ra cái rễ ở đây thì gọi là củ tỏi. Thì ngày hôm nay thì bên quanh sẽ đến tiến hành trồng những cây lựu đỏ Ấn Độ này tại cái vùng cái lại cái vùng Tiền Giang ha, cái vùng chợ gạo Tiền Giang, để mà chúng ta làm một cái mô hình kinh tế mới. Thì trước hết là chúng ta sẽ bán cái trái, thương mại những cái trái này cho những cái cửa hàng, những cái siêu thị ở Việt Nam, và sau đó nếu sản lượng chúng ta đủ và chất lượng chúng ta ok thì bên mình sẽ tiến hành gọi là xuất khẩu cái trái lựu này sang nước ngoài. Tại vì hiện tại bây giờ cái sản lượng lựu đỏ trên thế giới của Ấn Độ và các đất nước lân cận cũng chưa đủ để cung cấp cho những cái thị trường trên thế giới, đặc biệt là thị trường châu Âu và thị trường Mỹ. Ngày hôm nay thì sẽ bắt đầu tiến hành trồng một cái cây lựu đỏ, thì Quanh sẽ xin phép được giới thiệu sơ về lựu đỏ, đặc tính của lựu đỏ Ấn Độ trước. Lựu đỏ Ấn Độ thì là một trong những cái cây nó khá là dễ trồng, mà con có thể thấy thì hiện tại là trời đang rất là nóng và nắng, đất thì cũng khá là khô hạn. Tuy nhiên lựu đỏ Ấn Độ nó lại là một cái cây nó ưa đặc sản là nắng. Thì chắc là nếu mà nói về đặc sản là nắng thì ở Việt Nam mình bây giờ những năm gần đây thì nó thừa rồi hả bà con ha. Nó rất là thừa, tại vì trời càng ngày càng nóng hơn, thời tiết càng ngày càng tăng. Cái đợt Tết vừa rồi đang lạnh lẽo vậy đó. Mấy đôi tình nhân đi ngoài đường ha, khoác tay nhau ấm cúng ha, tự nhiên nó nóng lên giờ nó chia tay trần, nó nóng quá nó chia tay bà con ha. Nói chuyện vui, thì bây giờ lựu đỏ Ấn Độ là một trong những cái cây mà Quanh nghĩ nó sẽ làm thay đổi và chuyển dịch cơ cấu cây trồng trong tương lai, thì bà con có thể nghiên cứu để trồng. Đặc tính của nó là dễ trồng, ưa nắng ha bà con ha, chăm sóc đơn giản ha bà con, chăm sóc rất đơn giản và ít sâu bệnh, đặc biệt có trái sớm. Nếu bà con chăm sóc tốt thì khoảng 9 tháng bà con để trái được rồi, còn nếu bà con chăm sóc ở dạng bình thường thì 12 tháng, 16 tháng, đó là tùy theo kỹ thuật của mình. Nhưng mà bên quanh thì nếu bên quanh chăm sóc thì khoảng 9 tháng chúng ta có thể trà để trái. Nhưng mà lựu đỏ Ấn Độ là một cây nó có giá trị về mặt thẩm mỹ và tinh thần cũng khá là cao, bà con chúng ta cũng có thể trồng chậu nha. Thôi bây giờ chúng ta bắt đầu tiến hành trồng cái cây lựu đỏ Ấn Độ. Thì gia đình mình làm rất chi là bài bản đó bà con ha. Chúng ta cầm chuẩn bị sẵn cái cây, rồi chuẩn bị sẵn cái... Chị ơi, vậy chị kiếm giùm em cái dây gân nữa chị. Có dây gân rồi, trời ơi, hay quá. Trước khi thì... Trước tiên thì Quanh sẽ bắt đầu kiểm tra cái độ pH đất ở đây nó xem như thế nào hả bà con ha. Nhìn thì đất có vẻ phèn, nhưng mà Quanh hy vọng là chúng ta đã... Đất hơi khô. Rồi. Khi mà chúng ta trồng cây lựu á, thì khoảng cách trồng cây lựu đỏ Ấn Độ từ mô này tới mô kia là khoảng 2,5 m tới 3 m ha bà con ha. Từ cái tâm này nè, từ cái tâm của cái hố này tới cái tâm của cái mô bên kia là khoảng 2,5 m tới 3 m bà con ha. Và lựu đỏ lùn Ấn Độ á, thì bà con nhớ dùng quanh là chúng ta sẽ khống chế cho nó tầm khoảng 1,5 m tới 2 m chiều cao là vừa. Cái thứ hai, cái thứ ba nữa là bà con nhớ là lên mô dùng quanh và giữ cái mặt nước
À, ở dưới cái mặt ở Việt Nam ở miền Tây thì nó hay có là cái mương, thì cái mặt nước ở dưới mương so với cái mặt mô thì từ 60 cho tới 70 cm là vừa, tại vì lũ nó cũng không ưa nước lắm, mà nếu bà con giữ nước nó quá cao nó sẽ bị ngậm nước ở những cái tầng ở dưới nên nó sẽ ảnh hưởng tới rễ của cây lũ ha. Còn thời tiết như thế này thì nó rất là phù hợp để trồng lũ, mà Quanh nghĩ là ở Việt Nam chúng ta kể cả miền Tây bây giờ thì cũng rất là nắng nóng rồi. Độ pH đất ở đây thì theo anh phán đoán thì do anh cũng đã xử lý một lần trichohumus rồi nên là nó khá là tốt, nó khoảng 6.4 thì nó cũng rất là ổn nha bà con ha. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành trồng. Và bây giờ thì con thường hay hỏi của anh đó là khi mà bà con trồng á, khi mà trồng á thì chúng ta thường hay bón lót cái gì? Thì ngày hôm nay anh sẽ làm theo một cái chuẩn mới là chúng ta không cần bón lót luôn. Nên bà con có thể bón lót là phân hữu cơ, phân gà hoặc là bất cứ loại phân gì đó mình thích, mình thấy hiệu quả. Nhưng mà quanh thì quanh sẽ đề xuất là quanh sẽ sử dụng một cái xô nước như thế này. Và sau đó quanh sẽ nhúng cái bầu này vào đây để làm gì? Để cái dung dịch đó nó sẽ sao? Để cái dung dịch đó nó sẽ là hỗ trợ cho kích thích cái bộ rễ này nó ăn vào lòng đất mẹ, và cái thứ hai nữa là nó sẽ diệt cái khuẩn. Thì cái hỗn hợp để diệt khuẩn thì anh sẽ sử dụng Trichomonas USA của công ty nông nghiệp Hoa Kỳ, thì chắc là bà con cũng rõ cái sản phẩm này rồi. Nó vừa có Trichoderma ba con đầu dòng và trong này có cả thức ăn cho con Trichoderma luôn, nên là đây là cái sản phẩm nó sẽ giúp nuôi dưỡng con Trichoderma nó sống thật sự. Và cái thứ hai nữa là trong này có thành phần humic, nó cũng sẽ hỗ trợ thêm cái vụ mà cho cái cây chúng ta nó kích rễ lên. Và cái sản phẩm humic Hoa Kỳ thì Quang sẽ dùng chuyên sâu cho việc kích rễ, và ngoài 80% là humic hữu cơ thì trong này nó còn có cả vi lượng. Vi lượng tức là những cái vitamin cần thiết cho cây như bo, magie, canxi, và cái thành phần này nó hay lắm nha bà con, có amino acid, acid fulvic, rất là nhiều các cái loại acid ở trong này để giúp cho cái cây của chúng ta phát triển ha. Thì bây giờ Quang sẽ làm, Quanh tiến hành làm cho quý bà con chúng ta cùng xem. Đây là khoảng cái lô xô này khoảng là 10 lít nước, thì Quanh đang để ở dưới nó là khoảng 5 lít nước nè. Trời đất ơi, anh cắt cái gì mà riết cái kéo em lục nhầy luôn rồi. Kéo nó không bằng cái kéo kia đâu em ơi. Không bằng kéo kia luôn. Kéo này ăn thua vậy. Không ăn thua. Này để mình nói bên nhà sản xuất nó làm cái xé được không ta? Được rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ pha ha bà con ha. Đây là hàng toàn là hữu cơ, bà con thấy nè, cái Trichomonas nè có những cái trắng trắng á, đó là những cái thức ăn cho con trico ha. Bà con sẽ bỏ vô trong này khoảng một nắm. Cái này là hữu cơ, bà con cứ ước lượng thôi chứ cũng không có sợ là nó quá tay quá liều gì. Nè bà con thấy vi lượng không, nó có màu xám nè, humic Hoa Kỳ nè, nó có hơi màu hơi xám xám. Đây thì trong này nó có thành phần vi lượng anh nè, trong này nó có thành phần vi lượng nhiều dữ lắm rồi nha. Đó. Rồi giờ chúng ta khuấy lên ha. Bà con cứ hình dung đi, cái vườn này thì Quanh sẽ thường xuyên ghé chăm sóc, tại vì anh chị chủ vườn đã tin tưởng mình thì mình sẽ liên tục mình hỗ trợ mình chăm sóc ha. Thì bà con sẽ thấy chỉ trong vòng khoảng là 2 tháng bà con sẽ thấy một cái diện mạo mới ha. Thì lúc nãy thì Quanh cũng ngồi Quanh chơi bán tiệm với cái chỗ này rồi, là Quanh cũng làm cho đất nó tơi xốp hơn rồi ha bà con ha. Quanh cũng chặt cho nó tơi xốp hơn rồi, giống như mấy anh chị, giống như bạn Kiệt, kỹ sư của siêu thị cây giống, bạn cũng đang chặt hỗ trợ nhà vườn đó. Thì bây giờ Quanh sẽ đào một cái khu nhỏ thôi, đào một cái hố nhỏ thôi ha bà con ha. Bây giờ Quanh sẽ không bón lót mà Quanh sẽ nhúng cái cây lựu này vào ở trong cái hỗn hợp, trong cái hỗn hợp của cái xô. Quanh nhúng tới khi nào mà cái cây mà nó hết đâm tim ha. Này Kiệt dạy nè, cây mà nó hết đâm tim á tức là nó thấm hết rồi. Đâm tim xì bọt làm như nước ngọt với nội. Nó anh em đi chung nhau nhiều khi nắng nóng quá nói chuyện hỏi cãi nhau à. Hết bọt vậy vui. Hết xì. Nó hết xì ha, nói chung là hết đâm tim ha bà con ha, nàng Kiệt dạy. là bắt đầu chúng ta lấy ra rồi chúng ta bỏ vô đây, chúng ta ước lượng trước nha. Chúng ta ước lượng trước, bà con nhớ là khi cái mặt mô nó phải ngang với cái này nè. Nó phải ngang tới cái cổ như vậy nè, để không có chôn sâu quá nó sẽ bị nghẹt cái cổ rễ. Và khi mà rễ lụ nó cắm vô rồi ha bà con ha, cái đầu nó sẽ lan ra, nó thấm và từ từ và nó cắm sâu xuống phía dưới. Và chúng ta nhớ là chúng ta khống chế chiều cao của nó tầm khoảng đó là 1,5 m tới 2 m thôi để dễ hái trái ha, cho nó vươn ra chiều rộng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tháo bỏ cái lớp nhựa bên ngoài, nhớ chúng ta tháo hơi khéo tay nha, chúng ta tháo cũng phải khéo tay hay làm ha bà con ha.
Anh trong nhà có cây kéo nhỏ không? Cái này rặn kéo mở tay rẻ rẻ quá trời. Rẻ nhiều lắm. Hàng này em đặt lâu dữ lắm rồi nè. Đó bà con thấy không? Rễ nè, trắng bầu luôn nè ha. Nhớ bỏ giùm em này nha, đừng để này lại. Tội nghiệp em xong rồi hồi nhớ gom lại nha, thả rác bừa bãi lần kiệt la ấy. Kiệt khó chịu. Rồi, chúng ta để vậy ha. Cái cây lựu á thì nó là anh Diễn này anh nói, anh nói luôn anh Diễn nói, cây lựu mày có quay theo hướng mặt trời mọc không? Nó không có cái bo nào để quay luôn. Quay thá lả. Tức là cây này không phải là cây ghép bo. Nên là bà con muốn quay đi đâu bà con quay ha. Nhưng mà chúng ta trồng cho nó đứng cây là được rồi. Rồi chúng ta đâm nhuyễn ha, cho nhuyễn nhuyễn cái đất. Rồi chúng ta lắp lại. Cây ghép bo là phải quay về hướng mặt trời mọc. Dạ đúng rồi chú. Dạ để nó hướng nắng. Nó hướng nắng cho nó tránh gió. Tránh nay gió ra mặt trời mọc, mai gió mặt trời lặn, rồi mai gió chuyển gió cái gì đó. Thì chủ yếu là mình phải hướng nắng nữa. Chủ yếu là mình hướng nắng để cho cái cây nó, cái này nó có cát, đất mà nó có cát như vậy trồng rất là tốt cho cây lựu nè anh Bảo ơi. Dạ, đất này tốt, đo tốt cho cây lựu dữ lắm. Đất này tự nó pha cát ha, hồi xưa cái nền có cát ta. Hay quá ha, trời ơi, không hẹn mà gặp luôn. Hồi xưa đất này ta trồng thanh long hả anh? Thanh long giờ mấy sư huynh của em tháo ra ba ấy ra đó, bà con thấy đơn giản vậy thôi nha bà con. Rồi chiều nay ha, khi mà trồng xong ha, cái mình sẽ ấy một lần nữa nha, mình sẽ đi tưới nước cho nó. Cho em xin miếng rơm luôn anh, lục bình cũng được, mà đây chắc không có lục bình quá. Dạ rồi anh cho em xin cho. Rồi mình lắp lại ha bà con ha. Từ từ cẩn thận cái tay anh ơi. Đó, rồi vậy đó. Đất này nó có pha cát nha bà con, rất là hay nha. Còn cái đất nào ở chỗ cái vùng nào mà bà con còn đất không pha cát trồng vẫn ok bình thường. Nhưng chúng ta nhớ sử dụng Rico Humus thường xuyên để cho đất nó sơ tơi xốp ra, chứ không đất nó sẽ bị lèn, nó bị dẻ ha, dẻ nó cứng. Đó, đó vậy thôi. Chúng ta tưới một ít cái dung dịch hồi nãy quanh pha dùm Trico Humus với Humus Hoa Kỳ ha bà con ha. Cái gì múc thì càng tốt. Nãy có cái thùng vòi, nãy có cái thấy có em thấy có thấy cái thùng vòi. Chà, ông chơi cái cây bự quá ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cột cố định lại ha bà con ha. Bà con nè, bà con cột vậy nè, dễ dữ lắm. Thêm nước vô đó, đó. Bà con cột ha, chúng ta cột cho nó hai cái này nó chắc vô nhau. Nhớ là cái cây chịu á là chúng ta đi theo cái hướng đó là hai xéo ha. Khi cột á thì bà con cột vòng quanh là chúng ta cột nơ ha. Thứ nhất là cho nó đẹp, thứ hai dễ tháo. Xong rồi đó. Rồi, tiếp theo, cây lựu thì nó không có ưa ẩm lắm. Nhưng bà con nhớ là khi chúng ta để, chúng ta tủ rơm như vậy nè bà con. Cho tủ rơm như vậy nè, nó sẽ làm cho cái dung dịch của chúng ta tưới lúc nãy á, nó thấm sâu, nó không bị bốc hơi. Và đặc biệt đối với rơm này đó anh Bảo, khi mà anh sử dụng Trico Humus ha, nó sẽ phân hủy cái rơm này thành cái phân xanh ha, thành cái phân xanh. À, giúp cho cái đất của chúng ta lúc nào cũng dồi dào phì nhiêu hết, dồi dào cái dinh dưỡng hết. Tưới lên trên rơm luôn. Ok ok, để em xíu. Nãy lúc nãy em cho nó thấm. Rơm quá. Lên giờ cái chai đó.
Dạ không, con phủ cỡ 2 phần 3 trước. Rồi từ từ mình có rồi mình dư rồi mình mới phủ thêm. Đó, bà con ha. Rồi nữa sau này vườn mình giữ cỏ giùm em nha anh nha. Vườn giữ cỏ giùm em nha. Giữ cỏ nhưng mà xung quanh cái gốc này anh cũng không nên để cỏ. Cho nó thở ha, với lại dễ quản lý nấm khuẩn. Nè, khi mà bà con sử dụng rơm á, vậy hoặc là những cái cỏ khô á, chúng ta tưới xung quanh trong này có hỗn hợp trichohumus á, nó sẽ giúp cho cái rơm này nó phân hủy thành phân xanh ha bà con ha. Đó. Và đất nó sẽ tơi xốp ha bà con. Cái đất nó sẽ tơi xốp, nó không có bị cục. Quanh phân tích đất cho bà con cùng chúng ta cùng hình dung nè. Cái đất á, cái đất của anh Bảo thì đỡ nha anh Bảo. Có đất ở những cái khu á mà ruộng không á, bà con biết ha, cái này ha. Vính vô cái đầu đầu thì cái nó gọi là bị dẻ, hay còn gọi là nó bị lèn hả anh Diễn, gọi là ngoài anh Diễn gọi là bị lèn đúng không, còn ở lèn dưới là, cũng tùy sử dụng. Là cứng á, gọi là nói chung nó cứng như đá á ha bà con ha. Thì khi mà chúng ta sử dụng cái trichohumus này, tại sao quanh hay khuyến khích bà con, đặc biệt là những cái bà con trồng mít chứ bà con trồng sầu riêng ha, những cái cây mà nó sợ khuẩn và bị xị mũ á, thì bà con khi mà sử dụng cái trichohumus này, nó vừa giúp cho cái đất của chúng ta lúc nào cũng tơi xốp. Tơi xốp là sao? Tơi xốp là nó giống vậy nè, tơi xốp là nó miệng giống vậy nè ha bà con ha. Lúc nào thấy đất nó cũng tơi xốp hết thì rễ mà nó gặp những cái đất như thế này nó rất là thích. Tại vì cái rễ khi mà nó đất nó cục cứng như vậy là nó không, nó bị gọi là không có vươn qua được, nó không có xuyên qua được. Còn những cái này thì nó sẽ hỗ trợ cho rễ nó bung vòi rất là nhanh, thì trichohumus nó sẽ giúp cho cái đất của chúng ta nó ok như vậy, nó tơi xốp vậy. Và cái nữa là khi mà sử dụng cái này rơm, ngay cả những cái cỏ chết xung quanh chân của anh Viễn kìa đó, những cái cỏ đó là khi chúng ta nó chết rồi hoặc là nó lên là chúng ta mần, chúng ta làm xong chúng ta bao quanh đây nè, thì cái trichohumus này nó phân hủy thành phân xanh. Và đặc biệt cái nữa là bà con biết sao không, chẳng hạn như những cái vườn này hồi cũ là thanh long, thì thanh long bà con cũng biết xài hóa học rất là nhiều, thì khi mà xài hóa học thì nó sẽ tồn dư ở dưới đó chứ nó không đi đâu hết trơn á. Và đặc biệt những cái loại khó tan như la lượng là NPK rồi đó, đặc biệt là lân á là rất là khó tan, thì khi mà trichohumus nó vào, chính cái con trichoderma nó sẽ hỗ trợ nó phân giải cái thằng lân đó. Nên bà con hay hỏi quanh, đặc biệt là những bà con trồng lúa á, bà con hỏi quanh là lấy trichohumus này trộn với lân, cô rải với bác rải được không? Nó dạ được, nên trộn vô để cho lân nó thấm đều ha, lân nó hòa tan với lân nó khó tan ghê gớm luôn. Như vậy thì sẽ làm cho đất mình nó giải mã những cái đang tồn dư ở dưới đất thành phì nhiêu cho đất, nó rất tốt cho đất ha bà con ha. Còn bây giờ thì quy trình trồng một cây lựu đỏ Ấn Độ rất là đơn giản như vậy. Nhưng bà con từ hồi nãy giờ quanh không có chia sẻ, mà bà con có để ý không? Quanh trồng lựu củ tỏi nha. Trồng luôn thằng củ tỏi nha. Ha bà con, nhiều bà con sợ là củ tỏi là không ok, nhưng củ tỏi trồng rất ok nha. Hàng nhập khẩu củ tỏi trồng rất ok, chúng ta cứ để vô trong nước nè. Cho nó bắt đầu nó gọi là diệt vi khuẩn cũng như là sao? Cũng như là kích thích cái rễ ha, là chúng ta sẽ trồng. Đó, giờ bạn Kiệt vẫn đang trồng nè. Cây này của em nó cong quá vậy Kiệt. Đây là bạn Kiệt, quản lý của Nông nghiệp Hoa Kỳ. Bạn ấy cũng rất là đam mê nông nghiệp, cũng đã vượt qua biết bao nhiêu gọi là cám dỗ trong cuộc sống để đến với nông nghiệp ha bà con ha. Những chàng trai và cô gái đến với nông nghiệp là cả một sự hy sinh. Từng khi nông nghiệp giờ là Kiệt nó đang thua, nó ế tới giờ luôn, không có người yêu luôn. Thiệt tình chứ. Bác đây, bác có nhỏ nào chưa có vợ, chưa có chồng không? Con nhầm hai thằng Kiệt. Dạ. Bỏ trên kia, hồi nãy mới hỏi chị là không làm rồi chiều. À vậy hả? Đúng rồi. Lo nhiều chuyện bên này ha. Rồi có cái nữa là quanh cũng chia sẻ luôn với bà con chúng ta, những cái rau muống như thế này á, là chúng ta phải thường xuyên chúng ta ngăn chặn sự phát triển của bạn đấy đi ha. Nhà cô thì có đặc tính là có nuôi thỏ, nên những cái này thì thỏ rất là thích, thì chúng ta có thể nuôi, chúng ta có thể dưỡng nó mà chúng ta quản lý cho nó kỹ nha. Nè, sâu trước trong này rất là nhiều nha bác. Sâu rầy ha, mà đặc biệt là cây ấy thì nó không thích. Rồi chúng ta có thể để cỏ trai, chúng ta có thể để cỏ trai ha, cỏ trai rất là tốt. Vậy thì sau 7 ngày chúng ta trồng, quy trình trồng một cây thì giống như nãy giờ Quynh làm, nhưng sau 7 ngày thì chúng ta cần phải làm gì? Sau 7 ngày Quynh sẽ chia sẻ quý bà con, chúng ta trồng lựu đỏ Ấn Độ dạng củ tỏi thì chúng ta cần phải kích thích cho cây nó mạnh lên ở giai đoạn đầu. Thì đây là một, sẽ là một cái bộ dinh dưỡng gọi là phục hồi và kích thích ha bà con ha, kích thích cho nó phát triển nhanh.
Thì cái này thì bà con sẽ sử dụng vùng quanh ở trên á, ở trên lá như vậy nè. Bà con thấy cái chồi đang bung ra nè. Bà con muốn cho bung chồi mạnh thì chúng ta sử dụng siêu giọt đọt phun lên ở trên. Đây là siêu giọt đọt hữu cơ ha bà con, có màu cà phê sữa đậm ha bà con ha. Rồi, ở phía dưới á, thì chúng ta sẽ sử dụng kết hợp cái bộ dinh dưỡng dành cho sự phát triển mạnh mẽ của cái cây. Rồi là một canh siêu dưỡng cây. Bà con có thấy không, cái canh siêu dưỡng cây này hiện tại bây giờ á, nó đang hơi phù phù ra vậy, bà con biết lý do là sao không? Tại vì trong này nó có thành phần vi sinh rất là nhiều, nó bao gồm tảo biển, rong biển, axit amin, thì khi mà nó bắt đầu nó nhân sinh á, nhân sinh thì cầu cây can nó sẽ phình ra. Nhưng mà con đừng yên tâm, đây là sự rất là tốt, là cái sự tồn tại, sự sống ở bên trong cái can này rất tốt cho đất. Và chúng ta sẽ kết hợp thêm hai cái bịch này nữa ha. Hai cái trico humic và hai gói humic Hoa Kỳ, cộng với lại một canh siêu dưỡng cây 5 lít và pha với 2000 lít nước, và chúng ta tưới vào buổi chiều hoặc là buổi sáng sớm ha bà con ha. Ở trên phun siêu giọt đọt. Tới khi mà cây bắt đầu có nhiều lá rồi, chúng ta sẽ bắt đầu quản lý sâu rầy, thì khúc đó là Quanh sẽ tiếp tục chia sẻ với bà con của chúng ta ha bà con ha. Đấy đó, khi mà trồng xanh em tưới đi em. Tưới 20 phút rồi em. Thôi vậy thôi, chắc cái công việc thì nó còn hơi nhiều, thì Quanh sẽ chia sẻ với bà con trong những cái video khác. Thì giờ Quanh xin phép kết thúc video ở đây. Thì em cũng cảm ơn anh chị. Vườn này là anh em mình đồng hành ha. Anh em mình vốn thì anh chị bỏ ra, còn lời thì em chị chia. Sao tính thấy khôn vậy trời. Thôi xin bà chú bà con nha. Quanh cũng quay lại công việc của mình, hỗ trợ gia đình để mà hoàn thành công việc này sớm. Chào quý bà con và hẹn gặp lại quý bà con trong những video tiếp theo nhé. Xin chào, hẹn gặp lại.